Xin chào các bạn, và hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt chiếc Mate 30 và Mate 30 Pro, và đây là khu trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì mình sẽ có video cực kỳ nhanh trên tay và đánh giá chiếc Mate 30 Pro cho các bạn. Lego. Đây là chiếc Mate 30 Pro và hãy cùng với mình xem là nó sẽ có gì đặc biệt nhé. Để nói về thiết kế con này ấy, thì mình có thể tóm gọn lại trong một từ là cong. Đúng thế, cong ở khắp mọi nơi, cong vãi lều luôn. Và các bạn để ý cái phần viền này thì ngay cả trong buổi giới thiệu thì Huawei họ cũng nói rằng là họ đã làm cong rất là nhiều ở những cái cạnh viền xung quanh để đem lại cho người dùng một cảm giác cầm nắm tốt hơn. Và ngay khi các bạn nhìn vào phần màn hình ở đây, chúng ta có thể thấy rằng là có một sự cong không hề nhẹ ở hai viền bên cạnh. Huawei họ đã công bố rằng là ở phần viền hai bên cạnh này thì nó cong là 88 độ. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ không phải là cong đến sát viền đen như thế này, chúng ta vẫn sẽ có viền đen ở hai bên. Thế nhưng mà khi các bạn nhìn trực diện vào máy như thế này thì sẽ có cảm giác là ở hai bên cạnh không hề có tí viền nào. Thực sự đây là một cái tạo hiệu ứng thị giác khá là tốt. Và bởi vì chính vì thiết kế cạnh viền hai bên được làm cong và làm mỏng như thế này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ không có phím tăng giảm âm lượng. Vậy thì làm thế nào để chỉnh âm lượng? Thì cái rất đơn giản, các bạn sẽ chỉ cần tap nhẹ phần màn hình, chúng ta sẽ di chuyển như thế này. Đó, rất là thông minh. Và chúng ta không chỉ làm điều đó ở một cạnh mà chúng ta hoàn toàn có thể làm ở cạnh còn lại, ví dụ như thế này. Đó, các bạn có thể chỉnh như thế này thì nó sẽ tiện hơn và nó sẽ tùy thuộc vào tay thuận các bạn sử dụng điện thoại hơn. Cái này thì các mình muốn lưu ý cho các bạn là chúng ta không phải là gõ vào cạnh viền nhá, chúng ta sẽ gõ vào phần này. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh được âm lượng, đừng gõ vào phần viền hay gõ vào phần màn hình ở đây. Các bạn có thể thấy là cái sự tối giản nó không chỉ cắt ở cái nút tăng giảm âm lượng mà ở trên này chúng ta cũng sẽ không có mic thoại nữa, mà thay vào đó thì cái phần loa thoại sẽ được nằm ở phía dưới màn hình như thế này. Vậy thì không có phím tăng giảm âm lượng như thế này thì chúng ta sẽ bấm vào đâu khi mà chụp selfie? Thì đây là phần selfie, và các bạn để ý rằng chúng ta sẽ có một cái phím ảo nho nhỏ ở đây, và các bạn chỉ cần ấn vào đây này. Đấy, và chúng ta có thể di chuyển cái phím này đến bất kỳ vị trí nào chúng ta cảm thấy nó phù hợp với tay của chúng ta. Nhân tiện nói về camera selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie ở đây với độ phân giải là 32 megapixel, và điều quan trọng hơn nữa ở đây thì có tích hợp với bộ quét mặt 3D để bảo mật giống như là Face ID ở trên các thiết bị iPhone. Còn về camera sau, chúng ta cũng thấy là có một cái sự thay đổi về cái thiết kế, không còn vuông vức nữa mà lần này thì Huawei họ thiết kế theo dạng tròn, cụm camera tròn như thế này. Thì họ có nói rằng là đây là họ thiết kế dựa trên cái niềm cảm hứng là những cái ống kính máy ảnh. Vậy khi các bạn sử dụng chiếc Mate 30 Pro này thì các bạn sẽ khi mà các bạn cầm lên các bạn chụp ảnh thì nó sẽ giống như là các bạn cầm một cái camera chuyên nghiệp vậy. Và tất nhiên camera này thì vẫn sẽ hợp tác với Leica để sản xuất. Về thông số camera thì chúng ta sẽ có camera chính là 40 megapixel và camera tele sẽ là 8 megapixel. Và chúng ta sẽ còn có cả camera góc siêu rộng nữa cũng là 40 megapixel. Đây là một điều thực sự rất là tốt bởi vì nó sẽ đem lại những cái chi tiết ảnh rất là ngon kể cả trên camera góc siêu rộng. Một điều mà đôi khi ở những chiếc điện thoại khác nó không có. Và chúng ta sẽ có OIS ở camera góc thường và camera tele. Ngoài ra nữa thì ở trên chiếc Mate 30 Pro này thì nó sẽ có thêm một camera đo chiều sâu 3D để phục vụ cho những cái như là chụp ảnh xóa phông hay là quay phim xóa phông. Quay trở lại mặt trước một chút thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.53 inch. Nó hơi dị một tí và thậm chí là tỷ lệ màn hình của nó cũng rất dị luôn, là 18:4:9. Và nếu như bạn nào tham khảo thông tin về Mate 30 thì đây là kích thước màn hình còn nhỏ hơn cả Mate 30 cơ. Nhưng mà mình nghĩ là cái lý do của nó là bởi vì là lần này Huawei họ làm tràn viền sang hai cạnh bên thì nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà thực tế ra thì trải nghiệm màn hình thì mình thấy nó đã hơn rất là nhiều, tràn viền cực kỳ ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cấu hình đi. Chiếc Mate 30 và chiếc Mate 30 Pro đều sử dụng với chip là Kirin 990 và cả hai đều có 8GB RAM. Theo như mình đọc thông số ở trên cái bảng này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản bộ nhớ trên Mate 30 Pro là 128 và 256GB. Dung lượng pin là một cái điều khá là đáng nói ở trên chiếc Mate 30 và Mate 30 Pro này, bởi đằng sau phiên bản Pro này là một cục pin 4500mAh, còn với bản Mate thì sẽ là 4200mAh thôi. Và tất nhiên nó sẽ hỗ trợ sạc siêu nhanh là 40W và sạc không dây cũng khá là nhanh với công suất là 27W. Nhìn bên trong một chút thì các bạn có thể thấy là cái bộ giao diện này chúng ta nó có một sự thay đổi nhỏ, và đây chính là EMUI phiên bản 10. Và chúng ta thấy là họ thiết kế thì nó giống như tạp chí vậy. Và cái này thì mình đánh giá là nhìn nó chuyên nghiệp hơn và nó đẹp hơn so với cả EMUI ở trên P30 hay là P30 Pro. Tất nhiên thì chiếc Mate 30 Pro này thì nó còn rất nhiều những tính năng hay ho nữa. Nói về camera thì mình xin được điểm nhanh một cái cực kỳ hay ho là tính năng quay phim Super Slow Motion. Nó có thể quay phim với cái FPS là 7680. Tất nhiên cái này thì không phải là phần cứng mà sẽ chỉ là phần mềm thôi. Với cái khả năng quay phim slow-mo cực kỳ ấn tượng như thế này thì chúng ta có thể thực hiện những cái tác vụ như kiểu là quay những cái như kiểu là tốc độ đập cánh của chim ruồi hay là tốc độ trở mặt người yêu cũ của các bạn. Thì cái này sẽ rất là tốt. Và đó như là mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Mate 30 Pro. Và không biết các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại này, và các bạn nghĩ rằng là liệu nó có đủ sức để cạnh tranh với những chiếc flagship khác đến từ những hãng ví dụ như là Samsung hay là Apple hay không, thì hãy để lại comment để mình ở phía bên dưới nhá. Rồi, cảm ơn các bạn xem video này, tôi hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.